hướng dẫn cho mình cách cắm một cái bình hoa kết hợp giữa hoa cẩm chướng màu hồng, hoa ly màu hồng và hoa lan màu trắng ha, lan thái màu trắng như thế này. Thì cái bình hoa này đấy là mình sẽ để dành cho những cái bàn thờ mà nho nhỏ, hoặc nếu mà cả nhà muốn cắm bự hơn thì mình chỉ cần nhân rộng cái size nó ra thôi. Thì đây là lan thái màu trắng hen đó, thì cái màu này nó rất là dễ thương luôn. Rồi thì lá đệm thì sẽ sử dụng là lá thiết mộc lan, đây đây được gọi là lá thiết mộc lan hoặc là gọi là lá phát tài hoặc là lá lan. Thì nếu mà muốn mua thì mình có thể ghé những cái cửa hàng hoa, mình có thể hỏi để mình mua lẻ, hoặc là nếu mà mọi người muốn mua nhiều á thì mình ra chợ hộ thì kỹ. Còn nếu mà mình ở dưới không phải ở Sài Gòn hoặc là những thành phố lớn á thì mình có thể tận dụng là mình đi xin. Thì có một số nhà người ta trồng cây lan ha. Rồi cây thiết mộc lan này, rồi thì đầu tiên là Yến sẽ chỉ mình cách mình sơ chế. Thì đầu tiên là Yến trước tiên thì Yến sẽ nói về cái cục xốp. Thì đây là cục xốp Yến đã để vô cái khay nhựa á, để mình giữ nước cho cục xốp này. Rồi là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đây là hoa cẩm chướng, mà nếu mà mọi người cả nhà mình mà cứ để như vậy á thì nó nở ra nó không có được đẹp. Thì để mà gọi là tạo cho cái hoa mình nó đẹp hơn á thì là mình sẽ xé cái đài này, chỗ này thì mình xé nó nhẹ nhẹ xuống đây nha. Rồi mình xé như thế này. Rồi sau đó mình bung nhẹ nó ra, mình lấy tay mình khiều nó như thế này nè, thì mình cái bông cẩm chướng của mình nó nở ra rất là bự ha. Đó rồi, cẩm chướng là một loại hoa rất là bền nữa. Rồi bây giờ Yến sẽ sơ chế trước một số hoa cẩm chướng. Còn nếu như mà nhà mình không có thích gọi là nó bự như vậy thì mình cứ để cho nó bút bút như thế này cũng được, không sao hết. Nhưng mà thì Yến thích nó được bự để mà Yến làm điểm nhấn cho cái bình hoa của Yến á. Đó. Đây được gọi là cẩm chướng đơn nha. Còn cẩm chướng chùm thì là nó nhỏ hơn. Đó, những cái banh ra từ từ như thế này. Mọi người đè nhẹ nhẹ thôi nha, chứ đừng có đè mạnh nha. Đè mạnh là dập cánh hoa, mình khiều nó ra nhẹ nhẹ như thế này. Mình hỗ trợ nó để nó nở ra. Rồi. Ok. Rồi bây giờ là cục xốp này thì đầu tiên là Yến sẽ Yến sẽ có hai cái lá dừa. Yến đã cắt xong rồi. Với cái mẫu này là Yến sẽ làm cái bình nằm ngang ha. Đây. Đó. Mình đo hai cái phần lá dừa hai bên này nó bằng nhau. Rồi sau đó Yến sẽ bắt đầu cắt lá lan ha. Rồi. Khi mà đối với những ai mà đang theo dõi kênh này đầu tiên á, thì khi mà mình cắm á thì mình sẽ cắm lui về phía sau để cho cái cục xốp này nếu mà mình còn đặt trên bàn thờ nó cao á thì nó không có bị lật về trước. Còn không là mình phải cố định cái cục này á vô một cái vật cứng hơn để nó cố định được nha. Đó, Ý sẽ cắt cái hình lá là hình tam giác như thế này. Hoa ly nở ra thơm bát ngát luôn.
mình cứ xếp cái lá phía sau nó sẽ đè lên cái lá phía trước để mà nó che được cái khoảng hở giữa hai lá nha cả nhà. Rồi cái phần này Ý sẽ cắt cái lá mình gọi là lá đuôi cá thì Ý sẽ gấp lại như thế này. Sau đó mình sẽ cắt xéo như thế này. Mình sẽ ra cái lá đuôi cá như thế này. Rồi Yến sẽ đi thêm một cái lớp lá thứ hai nữa ở bên trong để cho nó đẹp hơn nha cả nhà. Đây mình sẽ che được. Rồi sau khi Yến đi rồi nha thì bây giờ tới Yến cầm thì á ở chính giữa thì Yến sẽ chọn một cái bông ly rất là nở ha, và mình sẽ nên hướng về phía dưới như thế này để nếu như mà bàn thờ mình ở trên cao á, thì ở dưới mình có thể thấy được hoa. Rồi sau khi Yến đã cắm ly và cắm lan thì bây giờ Yến sẽ cắm tới cẩm chướng ha. Thì Yến sẽ sử dụng là 6 bông hoa cẩm chướng thì mỗi bên là 3 bông nha.
sau khi Yến đã cắm 6 bông hoa cẩm chướng vào rồi thì ở phía sau của cái hộp, cái bình hoa mình phải che phần xốp này đi nha cả nhà. Mình sẽ sử dụng cái thiết cọc lan mà đã được cắt được phần dưa để mình che phần xốp này đi, chứ mình để lên trên bàn thờ mà mình để cái phần xốp này lòi ra như vậy thì cũng không có hay ha. Chừng che như vậy thôi. Là mình đã có một cái bình hoa ha, cả nhà chỉ cần châm nước vô đây thôi là mình có thể để bàn thờ rồi đó ha. Cái màu hồng này rất là nhẹ nhàng, cái màu trắng và màu hồng này nó rất là nhẹ nhàng luôn. Rồi thì chúc cả nhà sẽ thành công với cái bình hoa ly lan và cẩm chướng ha, để dâng lên trên bàn thờ của gia đình của mình. Nếu cả nhà thích thì nhấn like, share và đăng ký kênh ha, subscribe để ủng hộ kênh Yến nha. Hẹn gặp lại cả nhà trên video tiếp theo.